Rồi bây giờ mình sẽ đến với lại phần đó là mình biện luận M để hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên một cái khoảng, một cái đoạn nào đó. Vậy thì trường hợp đầu tiên là mình nói đến các cái hàm bậc 3. Y bằng A nối 3 cộng B bình cộng C cộng D. Rồi, vậy thì bước đầu tiên khi mà mình biện luận đồng biến nghịch biến thì bạn luôn luôn, đó, trước hết là mình luôn luôn mình xác định đạo hàm chưa? Rồi, sau đó là từ các kinh nghiệm đó mình sẽ biện luận hoặc là mình có thể mình cô lập tham số M vân vân. Và cái này thì mình sẽ vào bài toán sẽ rõ hơn. Rồi, tiếp theo đó là với cái hàm y bằng ax mũ 4 cộng bx bình cộng c, đó là hàm trùng phương ha. Vậy thì những cái hàm này thì mình chắc chắn là mình phải luôn luôn mình trả y phẩy ra trước. Rồi sau đó với các kinh nghiệm của y phẩy mình sẽ biện luận, đó là tùy vào cái bài toán nè. Rồi bây giờ mình sẽ minh họa cho các bạn như sau. Câu số 21, tìm m để hàm số y bằng chữ x mũ 3 cộng mx bình trừ m đồng biến trên khoảng 0,2. Rồi vậy thì bạn nhớ cho mình như sau, luôn luôn chúng ta xác định y phẩy trước ha. Y phẩy bằng trừ 3x bình cộng 2mx. Mình sẽ giải phương trình y phẩy bằng 0. Mình đặt x làm nhân tử chung thì mình có là trừ 3x cộng với lại 2m đây bằng 0. Và phương trình này bằng 0 khi nào? Khi x bằng 0 hoặc là trừ 3x cộng với lại 2m nó bằng 0. Tức là x nó sẽ bằng 2m chia cho 3 ha. Rồi bây giờ mình sẽ kẻ bằng xét dấu của y phẩy ra ha. Đây là x và đây là y phẩy. Y phẩy bằng 0 khi nào? Khi x bằng 0 hoặc là x bằng 2m trên 3. Rồi ở đây cái 2m trên 3 nó có chứa tham số m. Vậy bạn cần lưu ý điều gì? Mình phải xét hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là gì? Nếu như m của mình bằng 0 thì sao? Thì nếu như m bằng 0 thì x bằng 0 sẽ là nghiệm kép của phương trình này. Rồi, còn trường hợp mà m khác 0 thì phương trình này sẽ có hai nghiệm phân biệt, đó là 0 và 2m chia 3. Rồi, mình xét trường hợp đầu tiên, m bằng 0 thì mình có là y phẩy của mình nó bằng trừ 3x bình. Nó luôn bé hơn nó bằng 0 với mẫu x thuộc R. Cho nên là hàm này nó sẽ nghịch biến trên R. Mà đề bài kêu đó là tìm m để hàm số đồng biến trên cái khoảng này. Mà cái hàm này nếu như m bằng 0 thì nó luôn nghịch biến. Cho nên là mình không nhận giá trị m bằng 0 ha. Mình bỏ trường hợp này đi. Rồi mình đến với trường hợp thứ hai, đó là m khác 0. Vậy khi đó y phẩy bằng 0 sẽ có hai nghiệm phân biệt, đó là 0 và 2m chia 3. Rồi, ở đây là hai giá trị tương ứng làm cho y phẩy bằng 0. Rồi, mình theo quy tắc cũ ha, trong trái ngoài cùng. Tức là trong nó sẽ trái dấu với lại cái trừ 3. Tức là bên trong sẽ là dương, ngoài cùng là cùng dấu ha, là âm. Thì để hàm số đồng biến trên khoảng 0,2. Tức là cái khoảng 0,2 nó phải kẹp giữa 0 và 2m trừ 3 ha. 0,2 nó phải nằm ở trong đây. Vậy thì để điều này xảy ra thì cái 2m chia 3 của mình nó phải lớn hơn hoặc bằng 2. Vậy thì khi mà cái này lớn hơn bằng 2, tức là nếu như nó là số 2 hoặc nó lớn hơn thì chắc chắn nó sẽ chứa cái khoảng 0,2 này ha. Vậy thì để hàm số đồng biến trên khoảng 0,2 thì 2 nó phải bé hơn hoặc bằng 2m chia 3. Vậy thì mình dễ dàng mình suy ra được đó là tương đương với lại m nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 3 ha. Đáp số của mình là m lớn hơn hoặc bằng 3. Thì mình chọn phương án B ha. Rồi còn chẳng hạn như ha, nếu như 2m chia 3 mà nó bằng 1 đi, nó bé hơn 2 đi, dù nó bằng 1. Thì sao đây? Thì cái khoảng 0,2 này nó vừa đồng biến và nó vừa nghịch biến luôn. Cho nên là hàm này không thể nào đồng biến trên khoảng 0,2 ha. Vậy nên điều kiện của mình đó chính là 2m chia 3 nó phải lớn hơn hoặc bằng 2. Và dấu bằng nó xảy ra. Bởi vì khi mà cái chỗ 2m chia 3 này nó bằng 2 thì nó vẫn là cái khoảng 0,2 nó đồng biến ha. Tiếp theo mình đến với câu số 22. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số M để hàm số này nghịch biến trên khoảng 0,1? Vậy thì mình luôn luôn mình xác định y phẩy trước ha. Y phẩy của mình bằng 3x bình trừ 6 nhân cho m cộng 2 nhân cho x cộng với lại 3 nhân cho m bình cộng 4m. Vậy thì mình sẽ xét phương trình y phẩy bằng 0. Rồi bằng 0 thì mình chia 3 cho hai vế đi ha. Thế thì nó sẽ thành là x bình phương trừ 2 nhân cho m cộng 2 nhân cho x cộng với lại m bình cộng với lại 4m bằng 0. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ quan sát một xíu ha. Bây giờ mình cần tìm các cái nghiệm của phương trình này. Vậy thì bây giờ mình phải làm sao để mình tìm được nghiệm của phương trình này đây? Thì bạn chú ý cho mình như sau. Mình có hai nghiệm đúng không? x1, x2. Vậy thì bạn chú ý cho mình như sau. Tổng hai nghiệm theo định lý Mies ha, tổng hai nghiệm bằng trừ b chia cho a. Tổng hai nghiệm là x1 cộng x2 thì nó chính là bằng 2 nhân cho m cộng 2. Tích hai nghiệm là x1 nhân x2 nó là bằng m nhân cho m cộng 4 nè.
tức là m bình cộng 4m đó, mình đặt m nhân tử chung ra. Nếu như mình nhân phân phối vào ha, thì tổng hai nghiệm bằng 2m cộng 4, mà tích hai nghiệm lại là bằng m nhân m cộng 4, thì chắc chắn phương trình này sẽ có hai nghiệm, đó là m và m cộng 4 đúng không? Tại vì tổng của chúng là 2m cộng 4, mà tích của chúng là cái lượng bên dưới ha. Đó, vậy thì cái phương trình đề cho nó sẽ có hai nghiệm, đó là hoặc là x bằng m và nghiệm thứ hai đó là x bằng m cộng 4. Rồi, vậy thì sau khi mình có cái giá trị của m rồi, bây giờ mình sẽ lập bảng xét dấu cho y phẩy, x và y phẩy. Rồi, x đây thì có hai nghiệm ha, m và m cộng 4. Y phẩy nó sẽ bằng 0 ở hai điểm này. Còn ở bên trong dấu thì mình sẽ theo quy tắc thôi, trong trái ngoài cùng. Trong là trái dấu là nó âm, ngoài cùng dấu là nó dương. Vậy thì đề hàm số nghịch biến trên khoảng 0,1 này, thì cái khoảng 0,1 chắc chắn nó phải nằm trong cái khoảng giữa m và m cộng 4 này ha, nó phải nằm trong đây. Tức là sao đây? 0. Đây và đây là 1 đúng không? Thì bạn chú ý cho mình, cái khoảng m và m cộng 4 nó phải bao bên ngoài của cái khoảng này ha. Là cái 0 này nó sẽ lớn hơn bằng m đúng không? Nó sẽ bé hơn bằng m cộng 4. Thì khi đó cái m và m cộng 4 này nó sẽ bao bên ngoài cái khoảng 0,1 này. Thì khi đó 0,1 nó sẽ có cái dấu âm ở đây, cho nên là khi đó nó sẽ nghịch biến ha. Còn bây giờ mình sẽ giải cái bất phương trình này ra ha. Thứ nhất đó là m bé hơn bằng 0. Rồi 0 bé bằng 1 thì không có gì hết à. Rồi 1 bé hơn bằng m cộng 4. Rồi vậy thì cái hệ này tương đương với lại m bé hơn bằng 0 và m lớn hơn hoặc bằng trừ 3. Đó, vậy là m sẽ đi từ trừ 3 đến 0. Thì chúng ta có các giá trị trừ 3, trừ 2, trừ 1 và 0. Chúng ta có 4 giá trị tổng cộng. Mình sẽ chọn phương án B ở đây ha. Rồi, như bạn thấy cái bước của mình làm đó chính là trước hết là mình sẽ thiết lập phương trình y phẩy bằng 0, mình cố gắng thử cái tiềm nghiệm của nó xem sao. Với các cái nghiệm này bây giờ mình lập ra được cái bảng xét dấu và sau đó mình sẽ biện luận dựa trên nghiệm của cái phương trình y phẩy bằng 0 này và cái khoảng nó cho ha. Rồi, tiếp theo đến với lại ví dụ 26. Cái án cơ đó là tìm tất cả giá trị thực của tham số m để phương trình y bằng x mũ 4 trừ 2 nhân cho m trừ 1 nhân cho x bình phương cộng cho m trừ 2 đồng biến trên khoảng 1 đến 3. Vậy thì mình xác định y phẩy trước ha. Thì y phẩy của mình nó bằng 4x mũ 3 trừ 4 nhân cho m trừ 1 nhân cho x. 4x làm nhân tử chung thì mình còn lại là x bình trừ cho m trừ 1. Cho cái lượng y phẩy về bằng 0 thì nó sẽ tương đương với lại hoặc là x bằng 0 hoặc là x bình bằng với lại m trừ 1. Và bây giờ mình sẽ biện luận phương trình này như sau. Thứ nhất, nếu như mình xét trường hợp đầu tiên là nếu như m của mình nó bằng 1 thì sao? Thì cái lượng đằng sau nó sẽ bằng 0, tức là 4x mũ 3 bằng 0. Vậy thì nó có một nghiệm đó là x bằng 0. Thì chúng ta sẽ nhận nghiệm này do x bằng 0 ở đây đó là nghiệm bội lẻ ha. Tại vì x bình bằng 0 này là nghiệm bội chẵn, nhưng mà chúng ta có một nghiệm x bằng 0 ở đây nữa, nó sẽ thành bội lẻ. Cho nên là mình sẽ nhận nghiệm x bằng 0. Rồi với nghiệm x bằng 0 thì mình sẽ lập cái bảng xét dấu của nó ra, x và y phẩy. Với cái trường hợp x bằng 0 thì y phẩy bằng 0. Rồi x âm thì cái hàm của mình bây giờ khi m bằng 1 thì cái y phẩy của mình nó là bằng 4x mũ 3. Là khi x âm thì y phẩy nó cũng âm. Tương tự x dương, y phẩy nó cũng dương. Hàm số này có đồng biến trên khoảng 1,3 không? Khoảng 1,3 nó ở đây. Nó bên phải chỗ không? Nó dương nè. Nghĩa là nó đồng biến trên khoảng 1,3. Thì mình nhận cái giá trị m bằng 1 ở đây. Mình nhận nó. Rồi tiếp theo, m của mình nó bé hơn 1 thì sao? Nếu như m bằng bé hơn 1, cái phương trình x bình bằng m trừ 1 nó sẽ vô nghiệm. Bởi vì vế phải của mình nó bé hơn 0, nhưng vế trái của mình nó lại lớn hơn bằng 0. Cho nên là phương trình bên dưới sẽ vô nghiệm. Vậy thì nguyên cái hệ này chúng ta sẽ có một cái nghiệm là x bằng 0. Và mình cũng tương tự, mình cũng có cái bảng xét dấu nó như thế này luôn, x bằng 0. Và nó cũng đồng biến trên khoảng từ 1 đến 3 luôn. Cho nên là mình sẽ nhận trường hợp m bé hơn 1. Vậy thì với cái trường hợp mà m của mình nó lớn hơn 1 thì sao? Thì mình sẽ có 3 nghiệm phân biệt. Nghiệm đầu tiên nó sẽ là âm căn của m trừ 1 ha. Đó, x bình bằng m trừ 1 thì nó sẽ có hai nghiệm, đó là cộng trừ căn m trừ 1. Rồi nghiệm tiếp theo đó là x bằng 0 và nghiệm tiếp theo đó là căn của m trừ 1. Thì với cái giá trị đây là x và đây là y phẩy thì y phẩy tại những điểm này nó bằng 0. Rồi bây giờ mình sẽ điền vào ha. X tiến đến âm vô cùng thì 4x mũ 3 này nó sẽ tiến đến âm vô cùng ha. Vậy thì cái lượng này ngoài đây nó sẽ âm. Rồi đây sẽ là ranh dấu ha, dương, ranh dấu âm và ranh dấu dương. Nếu như các cái nghiệm này là các cái nghiệm bội lẻ thì nó sẽ liên tục đánh dấu với nhau ha. Để hàm số đồng biến trên khoảng 1,3 thì cái đồng biến thì nó chỉ có hai chỗ thôi, chỗ dương này và chỗ dương bên đây. Cái chỗ dương đầu tiên này thì không thể rồi, 1,3 nó không thể nào bé hơn không được, cho nên chắc chắn nó sẽ nằm ở bên tay phải đây. Tức là cái lượng 1,3 nó phải ở đây. Tức là sao đây, căn của m trừ 1 của mình nó phải như thế nào? Nó phải bé hơn hoặc bằng 1 ha.
thì nó mới đồng biến nhân khoảng 1,3 được. Vậy thì bây giờ mình sẽ giải bớt phương trình này, bình phương hai vế lên thì mình ra được nó là m trừ 1 bé bằng 1, tức là m của mình nó sẽ bé hơn là bằng 2. Rồi, vậy thì dựa trên điều kiện m bé bằng 2 này, mình sẽ kết hợp với hai trường hợp ở trên thì mình sẽ ra được đó chính là m bé hơn là bằng 2, chính là đáp án của mình. Vậy thì mình sẽ chọn đây ha, m thuộc trong khoảng từ âm vô cùng cho đến 2 ha, có dấu bằng ở 2. Mình chọn phương án gì? Rồi, đây là câu số 26 ha. Phải bước 1 bạn giải y phải bằng 0, sau đó bạn sẽ biện luận dựa trên nghiệm của nó. Mình sẽ xét ra các trường hợp tương ứng. Rồi mình sẽ giải từng trường hợp một để mình phân tích nó ra. Rồi bây giờ mình sẽ đến với lại câu số 27. Đây mình sẽ xóa vào này đi. Rồi câu 27 của mình như sau. T là tổng hợp các giá trị dương của tham số M để hàm số y bằng x mũ 4 trừ 2mx bình cộng 1 đồng biến trên khoảng 1,3. Tổng tất cả phần tử của T bằng. Vậy thì luôn luôn bạn xác định y phẩy cho mình. Y phẩy nó bằng 4x mũ 3 trừ 4mx. Rồi mình sẽ đặt 4x là nhân tử chung thì mình còn nó là x bình trừ đi m. Mình sẽ giải phương trình y phẩy bằng 0. Thì chúng ta sẽ ra được các nghiệm hoặc là x bằng 0 hoặc là x bình bằng m. Rồi chúng ta sẽ biện luận tương tự cái bài lúc nãy. Đó là trường hợp thứ nhất, nếu như m của mình nó âm thì sao? M âm thì nguyên cái phương trình y phẩy bằng 0 nó sẽ có đúng một nghiệm là x bằng 0. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái bảng xếp dấu đây ha, x và y phẩy. Ta có một nghiệm là 0. Ngoài đây là âm, còn đây là dương ha. Các bạn làm tương tự bài trên cho mình là ok ha. Hàm số này có đồng biến trên khoảng 3 vương vô cùng không? Có. 3 đến dương vô cùng nó đồng biến à. Cho nên là mình nhận giá trị m bé hơn 0. Rồi tương tự cái trường hợp m bằng 0 thì mình cũng có cái bảng xếp dấu tương tự như thế này và mình nhận giá trị m bằng 0 luôn. Mình sẽ giải trường hợp cuối cùng đó là m dương. Rồi với cái trường hợp m đây mà nó dương thì sao đây? Nó sẽ có ba nghiệm. Đó là trừ căn m, 0 và căn m. Đây, tại ba điểm này thì y phẩy của mình nó bằng 0. Rồi, nó sẽ đan dấu liên tục ha. Khi mà x tiến đến âm vô cùng thì cái hàm bậc 3 này nó sẽ tiến đến âm vô cùng. Đặt sang ngoài cùng sẽ là âm. Và mình đan dấu dương, âm và dương. Thì để hàm số đồng biến trên khoảng từ 3 đến dương vô cùng thì 3 đến dương vô cùng nó phải nằm ở cái chỗ ngoài cùng này ha. Tức là sao đây? Căn m của mình nó phải bé hơn hoặc bằng 3. Tức là m của mình nó sẽ bé hơn hoặc bằng 9. Đây chính là đáp án của bài toán. Và nó kêu là m là các cái số nguyên dương. Thì m của mình nó sẽ đi từ 1 cho đến 9. Thì tổng của chúng nó sẽ là bằng 9 nhân 10 chia 2 ha, là bằng 45. Và mình sẽ chọn phương án D ở đây. Fearless.